Vinanoi nôi võng tự động đa năng, khung võng xếp VNNV 80 cho giấc ngủ con trọn vẹn. Cuộc sống ngày càng hiện đại và nhu cầu xã hội đối với cuộc sống cũng ngày càng cao, nhất là đối với những gia đình có trẻ nhỏ cũng mong muốn có nhiều đồ dùng, vật dụng tiện nghi. Trong đó, nôi võng cho bé là vật dụng không thể thiếu. Hiểu được khó khăn đó, Vinanoi cho ra đời nhiều dòng sản phẩm nôi võng chất lượng, trong đó có nôi võng tự động đa năng. Khung võng xếp VNNNV80, nôi võng tự động đa năng, khung võng xếp VNNNV80 có thiết kế thông minh như một chiếc võng xếp tiện dụng. Vừa giúp bé có cảm giác an toàn như có người thân ở bên để giấc ngủ được sâu và ngon hơn, giúp các mẹ các bà có thể tranh thủ làm những công việc khác trong lúc bé ngủ. Tiện lợi cho bé, thoải mái cho mẹ, tính năng nổi bật của nôi võng tự động đa năng, khung võng xếp VNNNOI, hoạt động êm ái giúp bé có được giấc ngủ ngon sâu và trọn vẹn, sản phẩm có thể vừa làm nôi vừa làm võng, đa năng theo yêu cầu người dùng, hai tính năng trong một vừa làm nôi vừa làm võng. Máy đưa tự động siêu em, dễ dàng xếp gọn khi không sử dụng, chứng nhận đạt chất lượng CCI, an toàn và tiết kiệm cho bố mẹ. Thông số của sản phẩm, về sức đưa, nôi đưa từ 3kg đến 30kg, võng đưa đến 80kg, chọn bộ nôi cho bé chỉ nặng 14. 2 kg với kích thước bao bì 117 x 62 x 15 cm, kích thước lòng nôi là 95 x 50 x 35 cm, dài ít rộng ít cao, và kích thước võng là 280 x 60 x 70 cm nên hoàn toàn thuận tiện cho người mua trước và sau khi sử dụng. Màu sắc của nôi võng tự động đa năng, khung võng xếp tiện lợi, bộ sản phẩm đặc trưng với khung màu xanh và lòng nôi hai màu xanh và hồng với các chi tiết ngộ nghĩnh đáng yêu phù hợp với độ tuổi của các bé đối tượng sử dụng sản phẩm phù hợp cho các bé từ 0-5 tuổi giúp các bé định hình và bảo vệ lưng bé ngay từ nhỏ bộ sản phẩm bao gồm một bộ sản phẩm bao gồm một khung nôi võng xếp đa năng một lòng nôi một lưới võng một máy đưa võng tự động và một bộ biến điện adapter nôi được làm bằng thép nhập khẩu cao cấp được sơn tĩnh điện tỉ mỉ và có giấy chứng nhận đạt chất lượng cci an toàn cho bé và yên tâm cho mẹ. Lồng nôi rộng với hai lớp đáy phẳng thông thoáng và bảo vệ lưng cho bé khi ngủ, chất liệu vải cao cấp. Mềm mịn và phù hợp với làn da của bé, bên cạnh đó, lồng nôi còn được trang bị mùng chống mũi ôm sát vào hai bên thành nôi đảm bảo bé không bị mũi đốt. Chính sách bảo hành và hậu mãi, chọn bộ sản phẩm được bảo hành miễn phí 12 tháng kể từ ngày mua nếu bị lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất nên người mua hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng sản phẩm giới thiệu thương hiệu VINANOI. VINANOI là thương hiệu nôi cũi cho bé, võng đưa tự động nổi tiếng được thành lập năm 2012 và là đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu và sản xuất thành công nôi võng tự động đa năng. Sản phẩm của VINANOI hiện nay đã và đang chinh phục người tiêu dùng trong và ngoài nước, đặc biệt là các thị trường khó tính như Mỹ, Campuchia và đang được bán tại hệ thống trang thương mại điện tử uy tín Amazon của Mỹ, với sứ mệnh trở thành thương hiệu đồng hành và chăm sóc một cách toàn diện nhất sức khỏe cho các bà mẹ trong suốt quá trình mang thai tới khi sau sinh. Là người bạn gắn bó với tuổi thơ trẻ em Việt Nam một cách hoàn hảo nhất từ lúc còn trong bụng mẹ đến khi chào đời. Phát triển về thể chất và tinh thần, sản phẩm của VINANOI ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong lòng các bậc phụ huynh.